Ngày 29 tháng 8, tại xã Tề Phú, huyện Thoại Sơn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang tổ chức hội thảo triển khai mô hình máy xạ hàng kết hợp dùi phân tham gia đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mô hình canh tác lúa chất lượng cao và giảm phát thải áp dụng máy xạ hàng hiệu ứng hàng biên kết hợp dùi phân thực hiện vụ thu đông 2024 trên diện tích 15 hecta. Tại hợp tác xã Tây Phú sử dụng giống OM18 với lượng giống 80kg trên 1 hecta, lượng phân bón 200kg trên 1 hecta. Tại hội thảo, nông dân được giới thiệu đặc tính kỹ thuật của máy gieo xạ hàng chính xác bằng khí động kết hợp dùi phân, tăng lợi nhuận do tăng năng suất và giảm chi phí, giảm phát thải khí nhà kính, giảm phát thải ra môi trường bên ngoài. Hội thảo nhằm triển khai có hiệu quả mô hình lúa ứng dụng quy trình 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, tạo điều kiện để các hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân tiếp cận thông tin, tiến bộ kỹ thuật về ứng dụng cơ giới hóa trong khâu gieo xạ lúa, phục vụ đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.